Chào các bạn quay trở lại với kênh YouTube của mình nha. Hôm nay lên tới cơn bão số 7 nha các bạn. Mình tiếp tục đi quay phim ở phía ngoài mấy biển này cho các bạn xem. Có một chiếc chiếc này là chiếc ghe nhỏ ha, chứ không phải chiếc vỏ các bạn. Tại vì nó được đóng bằng cây á. Có cái mồi phía sau nè. Rồi người ta làm cái mồi nó thấp thấp gì nó đỡ cái lắc cho đỡ đi các bạn. Có một chị phụ nữ đang đi ra. Hôm nay thì sống tương đối cũng nhẹ, cũng lớn rồi. Đấy. Không. Trước đó là chạy vô và cho nên không có thấy chạy xuôi sóng á, cho nên nó không có thấy nó bị giật bị lắc gì nhiều hết. Còn đây cho bạn xem có mấy chiếc ghe đang vượt ra đây đó, là cái mà sóng lớn đi ngược sóng đó là nó cắt cắt cái mũi lần gì đó các bạn, nhưng mà ở sau quá thì hơi mờ ha. Mình cho các bạn xem đây là mấy cái cột để ta làm cái trụ của các bạn, cái trụ điện các bạn. Từ là trụ điện chỉ khoảng 20 cây à. Đây có một cái chiếc ghe này nữa nè, hết cỡ rồi đó các bạn, dùm hết cỡ rồi đó, chạy sáng nước luôn rồi. Nó quên lắm.
Vỏ lại lắp đi cái này đi căn đồ cái gì á mà đi mua đồ cái rồi. Chứ lại ngồi trên mui đông người quá. Im là mới lên được phải không? Im là lên nó cũng to, nó ít to lắm.